Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Hôm nay là một buổi sáng trời rất là đẹp, rau cải thì rất là tốt tươi các bạn ha. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà sẽ cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và hôm nay có một sự thay đổi nhỏ, đó là trên màn hình số điện thoại của Uyên Quỳnh thì các bạn xài Zalo có thể nhắn tin qua số điện thoại của Uyên Quỳnh. Uyên Quỳnh có để mã vùng cho những bạn ở Việt Nam có thể nhắn tin cho Uyên Quỳnh qua số điện thoại này. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn cần đi tìm người yêu, cần tìm một người bạn trăm năm cho mình. Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay nhé. Rồi, chị chào em ha. Dạ, em chào chị Uyên Quỳnh. Em ở Việt Nam. Em là Võ Thị Hường. Tuổi thìn 47 tuổi. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại ở nhà em bán nước. Cho thuê game. Cho thuê game, cho thuê mặt bằng á ha em? Dạ, thuê mặt bằng. Và em có bán nước chung với đây đó luôn hả? Dạ, mình bán kè ra nước cho người ta uống, khách uống á. Là chủ thuê mặt bằng em riêng, rồi em được bán nước riêng nữa. Dạ, dạ. Cuộc sống cũng thoải mái ha. Rồi em cho thuê mặt bằng được lâu chưa? Em cho thuê được 3 năm. 3 năm. Nhà em ở ở thành phố, ở tỉnh nào? Nhà em thì em ở từ nhỏ lớn đã ở Gò Vấp. Rồi sau này không, hiện giờ cha mẹ vẫn còn ở dưới. Rồi em mua nhà ở trên đây, mua riêng ở Hóc Môn. Hóc Môn là cũng thuộc thành phố hay? Cái này là trên đây là nghe nói là sắp tới lên thành phố, mà bây giờ là huyện Hóc Môn. Nhưng mà nó vẫn thuộc về thành phố, phải không? Dạ, dạ, dạ. Rồi, giỏi ha. Mua làm, hồi trước khi mà mua nhà này thì em làm công việc gì? À, cái tiền này là của mẹ em, đất hồi xưa chứ còn dắt á. Rồi mới bán cái mình ít tiền mình đi xa lên Hóc Môn mua. Là bán đất ở dưới Gò Vấp rồi lên đây mua hả? Dạ, hồi xưa đất Gò Vấp như mẹ cho đó chị. Rồi mình ít tiền mình ham đi xa. Nhưng mà em lên đây được bao lâu rồi? Em mua nhà này được mấy năm rồi. Cuộc sống ở trên tỉnh này chắc nó không nhộn nhịp bằng ở dưới ngay Gò Vấp hả? Sao chị? Nói cuộc sống ở ngay chỗ em ở này chắc cũng không có nhộn nhịp bằng ở dưới ngay chỗ Gò Vấp ha. Dạ đúng. Ở trên đây giống như vùng ngoại ô rồi chị. Chạy bao xa nữa sẽ tới Gò Vấp em? Nếu mà em thì chạy chặn mà từ đây xuống Gò Vấp nửa tiếng. Em có quen ai ở đây không mà em quyết định lên đây em mua? Em có một cô ở bên Pháp. Cô là quen biết thôi, quen biết qua người bạn. Cổ lớn tuổi rồi. Cổ năm nay cổ sinh 1954. Rồi cổ nói quen cô cho cái kênh của chị Uyên Quỳnh đó. Em gõ vô, em không biết, em nhắn đại vô tình đó chị. Chị nhận vé chứ em không có rằng về điện thoại. Dạ. Nói chung em nhờ cô bên Pháp à. Dạ. Rồi cô gặp mấy em hoài à, mấy ngày nay gặp chị không? Cái em nói có, chị có gọi con một lần. Nói thì cũng như con có làm sao con nói vậy. Cũng như, dạ. Có sao nói vậy thôi, mà nói thật. Tại vì á, không phải là những người lạ xem mình không, mà người thân người ta xem mình á, người ta biết, bạn bè quen xa rồi người ta sẽ biết đó.
Rồi em lên đây mấy năm vậy đó, rồi mấy năm đầu đó là em làm công việc gì hay là em bán nước tới bây giờ luôn? Lúc trước thì mẹ em còn bán ở chợ Bến Thành trái cây á chị, như gia đình em hồi xưa giờ nghề buôn bán thời bà ngoại đến giờ tới thời má em tới tụi em. À, sau này mấy bà chị mà chợ bán thì em thức khuya, em không có làm nổi, em chọn cái bán nghề tự do của mình. Rồi sau đó anh bán gì? Dạ, để em ở lên đây, con em vẫn còn ở dưới Gò Vấp chứ nó không ở đây. Trời ơi. Em có mấy đứa con? Một đứa. Một đứa mẹ ở đây, con ở Gò Vấp vậy đó hả? Nó không chịu lên đây chị ơi. Con nít nó vậy đó, khó chịu Con lắm. coi nó coi nó ngoan lắm, năm nay nó tuổi Tức sinh năm 94, Là bao nhiêu tuổi rồi? Tết hôm nay là 29. 29 rồi không chịu lên đây, ở dưới kia vui hơn phải không? Nó không chịu lên đây. Rồi đi làm chưa, con em đi làm chưa? Nhà con em đi làm rồi. Rồi ở nhà với ngoại. Ngoại thì mới mất hồi trước Tết, giờ ở với cậu. Vậy đó mà không chịu lên ở với mẹ. Nó chỉ nó mồm này ăn cướp xì ke sợ quá, nó không chịu đi. Vậy đó hả? Kế kế bên nhà em á, chị biết không, cái khúc này đó là cho mướn cà phê ôm không à, Vậy xác đó. chết luôn. Mà em không có cho mướn vậy, thà em cho mướn vậy thôi, cho mướn nó phức tạp chị ơi. Nhà mình làm ăn chị, Ủa em tại rồi. dạ Rồi em cho người ta mướn mở internet chơi game đó phải không? dạ em cho thuê coi như là tối ta đi về không ở đây. Sáng mấy giờ người ta mở cửa? À, cỡ 10 giờ sáng nó lại. Rồi chừng nào hết khách thì nếu mà còn khách ấy, thì nó bán, còn không có khách thì 9 giờ nó về. Chắc chị nghĩ chắc lúc nào cũng giờ khuya á, chị thấy mấy đứa chơi game nó ghiền lắm, nó chơi lâu lắm. Tại vì em á, nhiều khi em hẹn chị á, em sợ, nhiều khi không biết chị có nghĩ em sợ không, em muốn giải thích em trông cho tụi nó về. Nhiều khi lỡ lỡ mình ghi âm phỏng vấn với chị á, cái mấy ngoài khách ở ngoài á nó nói chuyện lớn mà không, người ta nghĩ nhà nhỏ này cái gì gì em ngại. Tại chị biết sao, kế bên người ta hỏi em cho thuê là quán cà phê ôm, em nói nhà em á, em có con gái em cho làm gì đâu, mốt mình muốn làm xui với ai á, người ta coi cái phong cách mình không có đàng hoàng, tắm với làm xui, em nghĩ vậy đó. Tại vì mình có con gái á chị. Rồi em lên đây em mua mặt bằng ngang được bao nhiêu mét? Dạ ngang 4, dài 22 mét, ngang cấp 4. Hồi trước em mua chắc cũng còn rẻ hả? Xưa mua mấy trăm triệu. Rẻ vậy đó hả? Ngay đường đường lớn không? Mà sao rẻ vậy? Đường hồi xưa đây là đường ruộng, bây giờ nó làm lên đường nhựa rồi. Sao em biết em mua được hay vậy? À, mua lại người bà con. Sao em biết, mà em biết là người ta sẽ làm nhựa không? Không, hiện giờ là nhựa, mà là nhựa là thời đó là đường đất đỏ, bây giờ là đường nhựa. Mà nhựa mà nó chưa làm cống, nó nói là qua năm, nó kêu em nộp giấy tờ qua năm, nó làm cống, nó bắt mình phải nộp vô. Không, ý chị nói là lúc mà em mua là sao? Em có biết là chỗ này nó sẽ làm đường nhựa không? Dạ biết. Mà trên đây nó còn giá lắm chị ơi. Vậy đó, nhưng mà cho thuê được tháng 8 triệu là cũng ngon quá chừng ơi, nếu mà nó vắng. Dạ. Từ từ nhà em mà đi lại chùa Quạt Pháp ở Hóc Môn á, chị biết không, chị nghe nó chùa Quạt Pháp không? Dạ chị có nghe.
Chị Hoàng Pháp là tất cả các nghệ sĩ rồi, người ta cúng rồi, người ta tin tưởng cái gì đó nhiều. Từ nhà em mà lên đó cỡ chừng, nếu mà chạy nhanh chắc chừng chừng 60-70 phút. 60-70 phút hả? Dạ. 60-70 phút là cũng lâu quá, cả tiếng đồng hồ hơn hả? Dễ hả? À, xa mà. Dạ. 60-70 phút hay là 60-70 phút? 60 phút. Ồ, xa cả tiếng đồng hồ. Cả tiếng quá. Ờ, cả tiếng đồng hồ ạ. Em rồi là tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? À, em thì chồng mất, có được một đứa con gái. Có được đứa con gái. Chồng em mất lâu chưa? Dạ, lúc 2003. 2003, tới nay cũng gần 20 năm rồi hả? Dạ. À, lâu quá. Thì con nhỏ đi phụ mẹ ngoài chợ đó. Rồi nay lắp tóc thì học. Rồi khi em thấy nhiều người ta muốn đi mà mình cũng sợ sợ. Nói chung em ham buôn bán, em làm, em nuôi con em. Tại em thấy phụ nữ mình khổ nhiều quá, mình cũng sợ sợ, bởi mình không biết có được may mắn nữa không. Sợ vậy đó. Vậy chị biết sao, nhiều khi á em thích mà mấy cái kênh của chị mà chị đi dùng ở bên nước ngoài, người Việt Nam mình đó, chồng rẫy em mê lắm. Thì em mê chồng, tại hồi đó ở Người Giáp em chồng rẫy mà. Vậy đó hả? Em chồng được chồng... cái gì? Dạ, hồi xưa á, má em vừa mua bán ăn trái cây mà chợ, rồi ở nhà chồng rẫy như rau, cây, xà lách. Nuôi bò, nuôi heo. Wow. Ngày xưa để... ở Gò Chấp là nhà em cũng rộng lắm đó. Dạ. Chị hiện giờ em, chị biết nhà em ở đâu không? Gò Chấp cũng nào không? Ở đâu? Ngay đối diện cái hẻm xe hơi Mercedes luôn. Cái hẻm vô. Ờ. Mercedes Benz á. À. Và bây giờ là nhà em còn đất nhiều vậy không? Dạ bây giờ thì lúc mà ba mẹ em còn khỏe đó thì thầy đó cho, rồi bây giờ chồng cuối cùng cho người được ít là mà ba má là chỉ chút rồi. Vậy mấy món sắp tới là kêu bán ở dưới mới có tiền lên đây xây nhà chứ giờ mỗi ngày đủ ăn thôi. Ờ, là em còn đất ở dưới đó nữa, em bán rồi em lên đây em xây nhà. Dạ, tại nhà này nó cũng cũ kỹ, hồi xưa mua nhà này giá nó thấp quá. Nó cũng dọn á. Giờ giống như là em cho thuê hàng tháng đủ em ăn mỗi ngày thôi chứ không có dư. Rồi em bán nước được không? Bán nước cũng được mà, tại vì... Thì em bán như bữa nay em bán được không chân mấy. Nếu mà bữa nào khách đông thì em bán 200-300 ngàn. Coi như cả vốn ngân lời luôn. Và em bán nước ngọt rồi cà phê đồ hả? Dạ. Mà em bán trong vòng ở trong nhà anh thôi chứ khách dân lai mà được người ta không vô, tại vì trong đây người ta thấy chơi game đâu ai vô, chỉ bắt người chị chơi thôi. Đúng rồi, nhưng mà chỗ đó người ta chơi, người ta thuê chỗ em vậy rồi người ta mua bao nhiêu, người ta đặt bao nhiêu cái máy em? Đặt 2, 4, 6, 10 cái. 10 cái hả? Vậy cũng ít quá vậy. Sau khi sập xã em mất chắc cũng có nhiều người đeo đuổi em hả? Tại vì em còn lúc đó còn rất là trẻ mà. Hồi đó có người bằng con làm ma cho em đi Mỹ mà cái ông đó bị đen, bị lai đen. Em nói trời ơi, nhìn nó phải ghê chứ. Thà người Việt Nam mình đi mình dễ nói chuyện hơn. Em thì như mình không thấm hả chị? Mình đâu có biết ngôn ngữ người ta. Thôi em thấy em sợ cướp mình cũng chồng mới mất á, nó chỉ nghĩ đi. Lúc đó mình cũng sợ biết có được hay mình không, biết có được may mắn hay là khổ nữa, sợ như vậy. Và bây giờ nếu mà em muốn tìm một người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Thì mà
đi ví dụ đi bước ra xã hội làm ăn á thì mình không có nên mình giống đó người ta hút thuốc hút rượu, miễn sao người ta làm thì người đó làm gì về đi cũng như đi làm công việc đi về lo vợ con đừng có sai xỉn về với đọc em sợ lắm nhát đòn sợ lúc đó. Rồi em có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Em thích cỡ tuổi 60 đổ lại. Ta lớn tuổi, ta thương mình nhiều. Năm mươi, 60 đổ lại chị. Nói chung tuổi mấy nếu mà tuổi như vậy thì cũng đáng anh em thôi. Tại vì em là Út là 40, hiện bây giờ 47 là chị thứ hai em là còn sống á, nếu mà còn sống á là tuổi thân là năm nay nhiêu chị là sắp mấy đó 65, 66 rồi à, chứ không phải là cũng đáng tuổi anh chị thôi chứ. Em rồi à, em nghĩ ưu điểm của mình là gì? ưu điểm là sao em không có rằng cái em này không Em nghĩ là em có những đức tính tốt gì? à như em hả À. thì nói chung ta chơi bạn từ nhỏ lớn cũng thật thà là một hồi năm 15 tuổi á chỉ lúc bác mình ở Bến Thành á mấy cái bà xưa ở dưới quê lên cái bà đi mà xe buýt ngay chợ Bến Thành á em thấy đi bộ mà sách nặng quá lúc mình còn đó mình còn nhỏ là thấy vậy mình dắt mấy bà băng qua đường vô chợ bán rồi như chẳng hạn hồi nhỏ em đã có cái năm rồi cũng mới đây nè năm rồi chị biết cái bà đó 8 giờ mấy tối rồi mà trời mưa đó chị biết không em thấy bà đi em nghĩ là tuổi thì lạc rồi chứ em thấy dòng gió mà đi kiểu này nè cái em kêu nhà em cho uống nước nước rồi em hỏi bà ăn gì không bà nói bà cười cười nói, em nghi rồi em vô nấu tô mì em biết nó sẽ to cho bà ăn xong em suy nghĩ ra thấy người bà hôi quá đi cái em nói thôi tối nay bà ngủ với con chị coi á à, cũng 80 đó mà em phải nấu nước sôi em tắm bả em dắt người tắm mà đi yếu lắm chị đi 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 từ bước đó em tắm bả em lấy đồ lửng lửng của em cho bác mặc rồi em tẩy ngâm xà bông thơm em mát rồi em cho bà ở ngày 2 đêm em lo ăn uống luôn rồi xong em đăng lên Facebook rồi em lên công an huyện xã gần đây nè em trình báo mấy anh ơi em thấy cái bà già đi làm vậy mấy anh lên thông tin giùm em mà chị biết không mình mà em nói thì em chờ hoài không ai hay thì không ai thông tin đó. Cái bữa đó con em nó nghe mấy bà chị nó la mày thương người ta mày cho người ta tiền mà đừng có dắt luôn nhà lỡ cái đêm có gì người ta đền hay có gì đó mà sao em không có suy nghĩ gì đó đó em em dắt bao nhiêu người á em thấy kỳ luôn nhà em nghe được chứ em thấy bà đi số mà già nghe cho nước uống tiền thì mình không có mình coi cho chút định cho nó vui chị cho chị biết hồi ngày xưa em ngu lắm vậy là nó chỉ có con lúc chồng mất cũng còn ngu lắm à, cái thời mà không biết chị nhớ không? Hồi xưa mình Việt Nam mình cái bão lụt mà với Cà Mau đó người ta đi thuyền chết á cái năm đó em chở người em họ em đi qua nhà người bà con bên chồng cha tại nhà em mua bán qua bệnh mua đồ cho má em á mà em chở em họ em mới băng qua đường thôi em chưa có đụng gì hết mà tự nhiên em thấy ông đó hai ông té trước đầu xe cứ tự nhiên cái thấy hoảng sợ quá ông chụp đầu xe cái mình cũng nói chú em muốn gì á vô trong lề đi xe quá em thấy ông đổ quá em sợ mà cái năm đó
túi có 200 ngàn, là nó mà cách đây hay em đó sợ 20 năm có đó, 200 ngàn ở đó đó. Mà chị biết không, trong người em vậy á, nó hỏi cái người ta đu đông, người ta coi hỏi chuyện gì, nó gọi em đâu có đụng ông này đâu, giờ ông nắm ông giữ xe em, cái anh đó cũng người người bắt em nhớ nhớ vậy. Má hồi giờ anh chở giùm em đi dắt ông đi mai ở Trạm Xá ngã tư ăn xương bây giờ á, chở đi mai, mai xong chị biết không, em móc tiền sạch sẽ tới hỏi không đủ tiền, cái anh mà chở đi giùm á, anh cho mượn nhiêu để trả tiền bệnh viện, thì xong mình cũng ngu đó vậy, thôi mình mai đã không, mình thả nó tới không, tự nhiên ông kêu ông chở về cái đường gì ngã ba Tâm Hiệp cậu Sài Gòn bây giờ đó, là chị nghĩ 20 năm về trước mà đường nó vắng nó phải vợ đâu, hồi xưa còn xài điện thoại bàn chị nhớ không, mà nhà em á là xài nhờ người ta chứ không phải em điện thoại bàn em, mà chị coi em đi, em đi tất cả ông chợ cũng thương em đi mưa tầm tã luôn, mà em đi gần tới chợ Bà Chiểu luôn, em gặp cái anh đó con của cô bác ở nhà Sài Gòn với người ta, mình phân minh phân tích cho anh biết anh cuốn giảng cho mình ha, thì đi thấy cái chào cái cười cái nhờ anh á chở cái ông mà bị đụng xe ngồi giữa anh đi chở đi, em thì ngồi sau xe như chở ba đó. Cái tự nhiên đi trên đường của nó mưa giông gió, thì em thấy ông đó là công an mà xưa người ta không ăn chìm á chị. Rồi ông nói em nói chú cho con hỏi thăm cả ba Tâm Hiệp là còn bao xa nữa, không có còn xa lắm. Thế em nói chú ơi, tự nhiên con không có đụng ông này, mà tự nhiên ông bắt ông chở đi bệnh viện, bây giờ ông đưa con về, kêu con đưa về đó. Cái ông này ông thấy lạ quá, mà trên xe mà có sao có hai người đàn ông mà một người phụ nữ là em ngồi sau, ông bị thương ngồi giữa. Cái em cũng kể tình thiệt là cái anh đó, cái lúc mà nơi mà té xe đó, cái anh đó là anh thấy vậy anh chở đi giúp thôi chứ không phải là dạng cách gì hết đó. Rồi cái ông người em nói giờ họ về bắt vô cái cây xăng đi, bắt đầu ông cắt ra xăng, cái ông hỏi cái ông mà mai bị thương đó, ông nói sao anh cho tôi xem giấy tờ tùy thân. Cái mới anh là gì mà xem, giờ tôi không biết anh là thế nào, mà con bé này nếu mà nó đụng xe anh là xe nó phải, chỉ biết cái thời nếu mà 20 năm hồi đó là cái thời xe mà xe cúp mà xe cấp 2 thì dung, chị nhớ không, không biết gì nhớ mà xe đó giờ lâu rồi đó, mà yeah, xe đó thời đó mất tiền lắm. Dạ, mà nếu mà xe là mà có đụng hay cái gì nó phải gãy đèn cái này kia, còn xe nó có bị gì đâu. Cái ông nói giờ đưa ông về đồn công an, cái tự nhiên công an nó vậy nè, bây giờ con bé này giữa đêm hôm con người ta nếu người ta đụng ông là xe người ta gãy thì kia, bây giờ tôi hy sinh tôi cho ông tiền đi xe ôm, ông cho đi xe ôm ông về, còn tôi không cho bé này chở đi nữa. Mà cái người chở thì là gì thì mình cũng khai thiệt và anh mình chở giùm thôi. Mà chị lúc đó chị biết em đem chiếc nhẫn đó, em nhớ có mấy con vàng à, nhớ gì đó. Đã vậy chị biết xe không còn mới xăng luôn, cái ông quan cũng tốt bụng, anh nhớ thời điểm không cho em 10 ngàn, em nhớ gì đó. Em nói xe còn xăng không, nói dạ không, bây giờ chúng cho con 10 ngàn. Chị biết không, cho em có 10 ngàn, em tưởng là đi trên đường, nó chọn nó dễ ra. Chạy gần tới cầu Sài Gòn, tự nhiên cái xe mà nó bị tét rõ xe. Hồi xưa nghe nói là ta gãy đinh đó chị. Cái chị biết không, nếu mà cái thằng mà nó đi chở đi dùm á, là nếu mà nó tham á, là nó giết em, nó dục cầu rồi. Nó không có để mà em sống đâu. Về nhà, chị biết không? Chị biết không, mà hồi bãi cái xe nghĩ lên nó giống xa xa á chị. Cái tự nhiên thấy trời giữ xe, mà cái thời điểm giá xe như mấy chục ngàn á, mà đâu có tiền, tôi có 10 ngàn à. Nói thôi giờ em thế anh chiếc nhẫn đi, ngày mai mốt chị em lên em lấy. Đó em thấy thế chiếc nhẫn. Về chị biết không, ba má em mừng gần chết. Nói lỡ mà chết con mày ai em nuôi. Đó lúc còn ngu.
Dạ ba em phải tạ ơn cho nó tiền. Hồi nãy giờ nó cho mượn tiền đi mai giá không đó đó. Giờ cái nó mới về. Từ ra nó lên ba dặn nó lỡ mà nó đụng xe hả họ của em phải quấy không thằng biết. Giờ công an giải quyết không có chở đi kiểu đó. Mấy ngu quá chị ơi, bởi em nói chị nghe. Đời mình sống thật á, mình mới được mình dạy con mình ngoan hiền. Chứ nếu mà mình quậy mình đâu được dạy con mình vậy. Coi nó ngoan lắm chị. Em Qua rồi. năm gả chồng rồi. Ba năm mà em gả em ở ở miền Nam đó chị. Đồng chân. Dạ. Em Cái bạn đó của con em nó làm bên ngân hàng. Mà tại vì năm nay á mẹ em mất rồi bên nội nó bà nội ngoại quên cũng bị mất thì thôi người ta nói thôi để qua năm coi như là ở toàn tên không mà. Rồi em coi video của chị lâu không? Lâu chưa? Thì cái cô bên Pháp á cô cho em cái kênh của chị bảo kêu là gọi là cuộc sống ở Mỹ của Tiên Quỳnh cái em mở ra em thấy vậy đó em muốn gặp nó cái sau cái em mới nhắn chị là chị ơi em không biết xài điện thoại sao không biết chị nhắn vô em mới gặp chị đó chừng cao lắm chừng tuần nay à một người muốn làm quen với em á em có muốn người đó có tính lãng mạn không? thôi em thân thích là cái người hiền như mình đi thích hợp như mình chứ kiểu mà lăng quá em cũng sợ tại Hay vì em thật thà hả? dạ tại cuộc đời mình sống thật mình cầu mong gặp người thật cái chứ người mà kiểu như người mà người ta lăng quá thôi cũng mệt mỏi lắm chứ nếu mà em nói về chị nếu mà em không biết suy nghĩ là chắc chắn em kiểu ngu á mình đụng ai mình chỉ quen để mình để săn thêm thì mình sợ cái đứa này nó khổ nó không được đi đến trường học với người ta vậy chứ em nghèo nghèo chứ em lay lắt em nuôi con em học hết sâu lắm đó Rồi con em ra trường làm công việc gì? dạ Con em ra trường á làm công việc gì? à, bây giờ hiện giờ nó làm cho chị là đứa cháu thì cô đó là nó là cô giáo thì con em nó dạy phụ học bé đó cháu em hàng tháng chị em nó cho nó dụ 6-7 triệu rồi đó Em rồi nếu mà bây giờ em muốn tìm một người bạn cho em như thế này á, em muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay em muốn giới hạn ở đâu đó thôi. Thôi em bây giờ nói như là em khoái mấy cái dùng mà bên chị đó mấy dùng dùng quê cũng được nữa trồng rẫy trồng rau cũng được mê lắm tại Việt Nam mình trồng rau trồng rẫy mê lắm dạ tại vì hồi nhỏ chị biết cái làng hoa lên họ bây giờ là trồng hồi xưa là trồng rau trồng ruộng nhà đó em thích là trồng bông trồng rau cái này kia em thấy vùng quê em mê à tại vì mình sống theo kiểu lao động nó quen rồi chị đó, chứ mình đâu có phải ăn chơi gì đó Em rồi khi em muốn tìm một người bạn như em như thế này nè, con của em có ủng hộ em không? không nó không nói gì hết nó nói mẹ làm gì miễn sao mẹ vui là được rồi Không có ý kiến. Không tại vì mình nuôi nó nên người rồi chị bây giờ chứ mình đâu có bỏ về đâu ví dụ em nuôi con em nó không nên người thì nó thích hợp mình con này giờ nó lớn nó cũng tự lập rồi không gì hết mà chị biết không nó nói mẹ ví dụ mẹ quên ai người đó thật lòng phải hiền mẹ 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 dễ tin người lắm nó còn lạ hơn mẹ nữa
Con nói mẹ dễ tin người lắm. Nhiều khi chị Liêu nó nói em sao mẹ đi đường, mẹ băng qua đường, mẹ thấy ngó khí hậu, mẹ có chứ có sao, lấy xe không. Cũng thấy mẹ dạy ghê quá. Mẹ em chạy chậm lắm, hay tao chị nha. À, nhưng mà không nhìn đường hả? Em thì em chỉ biết không, em á cũng bấm, cũng tào lao, là tào lao là vậy. Ví dụ mấy người mà đi đi nấu Phật tử ra chùa đó, em hái đi lắm. Đi mình đi cho biết đó, đây như tỉnh này tỉnh nọ đó chị. Đó, để đi mình làm công đức nữa, sao mà biết đâu mình gặp người nào ta hiền, ta hiểu, ta lo cho mình, ví dụ như vậy. Chứ giờ chị nghĩ đi, mình sống thật đi thì ơn trên trời sẽ ngó nghĩ cho mình thôi. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ, em chào khán giả với mấy Hâm á chị trên cộng đồng. Ok, dạ, em chị Yên Quỳnh luôn. Em nhờ cái cô Minh Pháp á hỗ trợ cái tên mình chị. Em có biết chị, em cũng rất cảm ơn nhờ nói với nhờ kết nối yêu thương của chị. Em cảm ơn chị nhiều nha. Em không có biết nói chuyện như cái này khi em trong lòng có sao mình nói như vậy, chứ không biết nói gì. Nhiều khi em không biết nói gì, em sợ có gì ta giận hờn sợ là người tiên trong đời luôn. Chị quay cho em đó. Ok, là chị đưa lên mạng luôn á. Ok, bye em, good night em nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha.